Trước khi vào đọc báo, Dương Vi xin chào lại tất cả các anh chị, cô dì, chú bác đang xem livestream của Dương Vi. Hôm nay Dương Vi sẽ đọc cái bài báo được đăng trên trang Chống diễn biến hòa bình ở trên báo Công an Nhân dân đó. Có nội dung là nội công ngoại kích, thủ đoạn chống phá Đại hội 13 của Đảng, của tác giả Lê Thế Cường. Sau đây Dương Vi vào cái nội dung bài viết. Trong quá trình Dương Vi vừa đọc, Dương Vi sẽ lấy thêm một số ví dụ ở ngoài, có cái sự phân tích thêm. Có gì thì tác giả Lê Thế Cường hãy bỏ qua cho Dương Vi nhá. Dương Vi muốn đi sâu thêm để nó sinh động bài viết của tác giả Lê Thế Cường. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại đại hội Đảng, đại hội 13 của Đảng. Thứ nhất, bọn chúng gia tăng chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc. Dịp này các thế lực thù địch tung ra nhiều bài viết, video clip với lập luận tuyên truyền cổ vũ cho việc từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, hòng làm lung lay phủ nhận nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, để phủ định học thuyết Mác Lênin trên đài BBC, RFA, VOA. Đấy. Đấy là trên các đài ấy, còn các thành phần phản động nó livestream thông qua Facebook, YouTube như Tân Thái, Benny Trương hay là Ánh Chi, Thùy Dương, Rô Sơ Đào, Trương Quốc Huy. Các trang phản động á, mạng xã hội Facebook, YouTube không ít những cái ý kiến cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin là phản dân chủ. Việc kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin là một sai lầm từ lý luận đến thực tiễn. Đấy là cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng như vậy. Lợi dụng cái thời điểm Đảng lấy ý kiến góp ý toàn dân vào dự thảo đại hội, thảo báo cáo cho chính trị ấy, họ đưa ra các kiến nghị bằng nhiều hình thức như trao đổi, gửi thư góp ý cho Đại hội 13, rằng Đại hội 13 là thời cơ để đổi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng xã hội dân sự. Đấy. Bọn chúng còn lợi dụng những hiện tượng tiêu cực hạn chế trong đời sống xã hội như sự cố môi trường miền Trung này, tình hình phức tạp ở trên Biển Đông, một số dự án chậm tiến độ, sự việc Đồng Tâm, vụ án hình sự như Hồ Duy Hải, vân vân. Họ xuyên tạc cái vai trò lãnh đạo, nhà cầm quyền của Đảng, quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tạo khung khủng hoảng toàn diện, đất nước lâm nguy, tình thế hiểm nghèo, dẫn đến sự thất bại nghiêm trọng xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đấy. Đó là cái sự xuyên tạc của bọn chúng. Từ đó dùng các lời lẽ khẩn thiết thiết tha kiến nghị rằng chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc tài độc đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được. Ở Việt Nam muốn phát triển, muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng dân chủ như nước ngoài. Nhưng mà Dương Vi cảm thấy đa đảng dân chủ như nước ngoài, như các nước tư bản hàng đầu trên thế giới đi, thì bây giờ những nước đó bây giờ ra sao? Tất cả mọi người chúng ta sử dụng Facebook, YouTube hay là xem ở trên truyền hình thấy rõ rằng tất cả các nước tư bản hàng đầu trên thế giới, cả đế quốc Mỹ cũng vậy, người dân người ta đứng ra biểu tình toang. Đấy. Mà hôm trước Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nói rằng cái cuộc sống của người dân Việt Nam là niềm mơ ước của nhiều người dân ở nhiều nước trên thế giới. Đấy. Cái này là cái đám ba que nó nghe thấy nó lại đam, nó lại sủa inh ỏi như cái vụ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói cột điện ở bên Mỹ nếu biết đi còn muốn sang Việt Nam đấy. Xét về bản chất ấy, đây là những cái quan điểm sai trái, phi lịch sử, phản khoa học. Họ chống phá Đại hội 13 của Đảng, tấn công trên nhiều lĩnh vực phương diện khác nhau, song chung quy lại mục đích mà họ hướng tới, hướng lái đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa. Mà con đường tư bản chủ nghĩa thì bây giờ Dương Vi cảm thấy nó không ổn thế nào.
mà người dân ở nhiều nước trên thế giới người ta cũng cảm thấy là cái đi thể chế của họ cũng không ổn. Tại vì sao không ổn? Không ổn bởi vì chính phủ người ta không minh bạch, không vì dân vì nước. Đấy. Nên nhiều nước người ta biểu tình cầm cờ Việt Nam yêu cầu chính phủ của các nước sở tại được một chính phủ minh bạch và làm cho người dân có cái cuộc sống như người dân Việt Nam. Đó là cái yêu cầu của người ta như vậy. Thì bây giờ tự nhiên đi đòi đa đảng làm cái gì? Người dân ở nhiều nước trên thế giới người ta mong muốn được như người dân Việt Nam không được đây. Cái thứ hai ấy, cái ngụy biện đổi mới chính trị là thay đổi thể chế ở chính trị ở Việt Nam á. Trong mấy chục năm qua cái công cuộc đổi mới đã giành được những cái thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thay đổi một cách căn bản toàn diện cái bộ mặt đời sống xã hội của đất nước ta. Cũng như đổi mới nói chung, đổi mới kinh tế luôn đứng trước thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn. Có lúc khó khăn, thách thức càng lớn hơn cả thuận lợi, thời cơ. Nhưng á, Dương Vy cảm thấy trước cái tình hình khó khăn dịch bệnh Covid-19, chính phủ, đảng, nhà nước người ta đã đưa ra dự báo rằng trong cái thời gian tới tình hình dịch bệnh như vậy nó sẽ lan tràn khắp toàn thế giới thì tình hình kinh tế nó sẽ bị suy thoái toàn cầu, thì chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều cái đối sách đối ứng để đối phó với cái tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Cái điều đó chính phủ đã dự báo được và làm rất tốt. Cụ thể bằng sự phấn đấu quyết liệt của đảng, nhà nước và nhân dân ấy, kinh tế vĩ mô được ổn định, nhịp độ tăng trưởng đạt mức cao, đời sống được nâng lên, dịch bệnh Covid-19 đặt thế giới vào khủng hoảng nghiêm trọng, đất nước ta phát huy được cái tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, tính ưu việt của chế độ, vai trò của đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và sự làm chủ của nhân dân tạo ra sức mạnh để vượt qua đại dịch. Đấy. Thể hiện gì? Dân đồng tình ủng hộ chính phủ, ủng hộ nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh Covid. Trong cái thời gian cách ly giãn cách xã hội không có sự biểu tình biểu tọt mà nhân dân ấy, luôn luôn lắng nghe lời kêu gọi của Đảng, nhà nước, của mặt trận Tổ quốc tham gia ủng hộ việc phòng chống dịch Covid-19, giãn cách xã hội thì Việt Nam mới khống chế được dịch bệnh và bây giờ mở cửa hầu như là toàn diện kinh tế, mở cửa không đồng nghĩa là không khống chế dịch bệnh. Đấy. Gần 2 tháng nay ấy, không có một cái ca dịch bệnh nào lây lan ở ngoài cộng đồng. Cái điều đó khẳng định là gì? Chính phủ luôn luôn quan tâm kinh tế vẫn mở cửa nhưng mà vẫn quan tâm đến cái việc phòng dịch như chống giặc. Vẫn biết khó khăn thách thức còn nhiều nhưng không thể vì thế mà nói kinh tế đất nước đang chìm trong khủng hoảng trầm trọng. Đất nước lâm nguy tình thế hiểm nghèo như các nhà đấu tranh dân chủ cuội nó rêu rao suốt ngày đêm ở trên các diễn đàn với các đài báo phản động ở hải ngoại. Cũng trong mấy chục năm qua ở Việt Nam đổi mới chính trị luôn gắn liền với đổi mới kinh tế, hơn thế nữa còn giữ vai trò dẫn dắt chỉ đường cho đổi mới kinh tế. Đấy. Đổi mới chính trị, Đảng, nhà nước vẫn và nhân dân đã có nhiều cố gắng đạt được cái kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu. Đổi mới chính trị là đổi mới tập trung vào những cái nội dung cụ thể như vậy chứ không thể đổi mới chính trị là thay đổi thể chế chính trị, mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Cái mục tiêu con đường cách mạng vô sản, thể chế chính trị là sự lựa chọn của lịch sử, dân tộc và nhân dân, vai trò lãnh đạo của Đảng là bài học xuyên suốt chiều dài lịch sử, là nhân tố tổ chức và quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là bài học lịch sử được đúc kết từ thực tiễn cách mạng dân tộc. Đa nguyên chính trị đa đảng không phải là giá trị phổ quát của nhân loại, đồng thời không phải là thực
tế hiện hữu trong tất cả mọi thời kỳ của một quốc gia dân tộc. Nó có thể đúng và phù hợp với quốc gia dân tộc này, nhưng có thể không đúng và không phù hợp với quốc gia dân tộc khác. Dương Vy thấy cái đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhiều đảng phái, nhiều nước thì còn phù hợp, nhưng mà nhiều nước thì người dân người ta yêu cầu muốn có một một quốc gia độc lập và thống nhất. Đấy, thống nhất về tư tưởng chính trị, thống nhất về toàn dân, đơn giản không phân biệt dân tộc, tôn giáo, không phân biệt vùng miền. Cái đó Việt Nam làm được, nhiều quốc gia làm được, ngay cả Cuba cũng vậy. Nhiều dân tộc anh em sinh sống mà người ta cũng đoàn kết lại. Sự lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không tự nhiên mà có và không phải cứ tự nhận mà được. Đây là cái kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài của toàn Đảng, đã tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đứng lên giành chính quyền, lập nên chế độ chính trị mới và xây dựng bảo vệ Tổ quốc mà mục tiêu là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đấy. Cái phần thứ ba này đấy, cái quan trọng này, thế lực thù địch họ là ai? Nha, Hùng Ngọc nha. Nghe đây. Thế lực thù địch họ là ai? Chia sẻ cho Tân Thái các thứ vào đây đi. Không thì người ta không biết thế lực thù địch họ là ai cả. Nhiều người đặt ra câu hỏi ấy, thế lực thù địch hướng lái đấu tranh đòi đảng từ bỏ nền tảng tư tưởng cương lĩnh đường lối về chủ nghĩa xã hội, họ là ai? Những thành phần này là những thành phần nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn nhất, đó là phần tử cơ hội chính trị, những đối tượng đội lốt yêu nước, đội lốt các nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền xã hội dân sự trong nước cũng như ở hải ngoại, được hình thành trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối với những thành phần đội lốt yêu nước ấy, hội nhà văn có, hội nhà thơ có, đấy, hội yêu tôm, yêu cây, yêu cá, yêu cỏ, yêu Lê Đình Kình, yêu Trịnh Xuân Thanh, yêu Phóc Nô Sa, đấy, hội BOT, hội gì nữa, hiến pháp, rất là nhiều hội đoàn, còn thêm cái hội báo chí tự do, đấy, rất là nhiều hội trong nước ấy. Nhưng những cái hội này đứng đằng sau chúng là ai? Đều là các tổ chức phản động ở hải ngoại. Cụ thể hơn, cái tổ chức Việt Tân và tổ chức Đào Minh Quân, nó hoạt động rất là mạnh mẽ, quyết liệt, ngày đêm chống phá trên tất cả mọi phương diện của đời sống xã hội, nó diễn ra hàng ngày. Theo sự phân tích của giáo sư tiến sĩ Trương Gia Long, nguyên giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, thì hiện nay cơ hội chính trị có thành phần đa dạng, phức tạp. Họ thường là một đối tượng đã bị xử lý trong các vụ án chính trị trước đây, nay tiếp tục hoạt động chống đối trở lại. Nhưng số đối tượng trong các vụ án chống đối, chống đảng, nhà nước, xã hội chủ nghĩa, chính quyền nhân dân đó, là những đối tượng đó là đối tượng đầu sỏ, sừng sỏ nhất. Nó có một cái quá trình đấu tranh, một quá trình nghiên cứu, xong nó được đào tạo, tập huấn, học tập. Cụ thể ở trong nước có cái hội Nô U này, cái hội Nô U ở trong nước là cánh tay phải đắc lực của Việt Tân sau những cái tra đạo ở miền Trung á, một số như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, đấy, vân vân, nhiều nhiều cha đấy. Dư Vi không nhắc nhiều đến cha, nhắc nhiều đến đau đầu lắm.
Còn thứ hai, một số đối tượng là đảng viên trong bộ máy nhà nước có quá trình tham gia cách mạng, có người từng giữ cương vị chủ chốt trong đảng, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân. Nhận thức quan điểm chính trị của họ đối lập với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối chính sách của đảng, phản bội lại cái mục tiêu lý tưởng cộng sản, phản bội lại tổ quốc. Ở đây cụ thể là ai? Có đại tá Bùi Tín cho sang Pháp học tập, nhưng mà sau đó quay lại phản bội quê hương đất nước, đến lúc chết con cháu còn không dám sang bên Pháp để lấy xác về hỏa thiêu và giấu giếm đem cho cốt cha về, vì xấu hổ, xấu mặt anh em hàng xóm láng giềng, xấu hổ với gia đình dòng họ. Có một người cha phản cách mạng, nhà nước cho đi đào tạo, cho đi ăn học, như vậy là phản bội quê hương đất nước, phản bội lại tổ quốc. Thứ ba, một bộ phận là trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ trẻ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, cả về lối sống nữa. Cái thành phần văn nghệ sĩ này thường thường bị mua chuộc lôi kéo, một số bất mãn như nhà văn Chu Hảo các thứ, nhà thơ Thiết các thứ, Dương Vi trước, những cái nick Facebook trước Dương Vi cũng làm livestream mà cũng phân tích đó. Rất là nhiều. Thành phần thứ tư, một số chức sắc tôn giáo núp bóng dưới những hình thức tôn giáo khác nhau, lợi dụng vào tôn giáo để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, có những cái hoạt động chống đảng, chống chế độ. Đấy. Dạ, nick có vấn đề này. Đó là bốn cái thành phần mà người ta tham gia chống phá đảng, nhà nước nhiều nhất, đặc biệt là trong cái dịp chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 13. Đó là những cái phần tử, các tổ chức phản động được hình thành từ nhiều loại đối tượng trong chế độ cũ, hoạt động đối lập với sự lãnh đạo của đảng và chế độ. Nhiều đối tượng tiêu cực bất mãn bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động lôi kéo vào hoạt động chống đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, hình thành các hội đoàn chống cộng, tổ chức phản động trong và ngoài nước, trực tiếp chống phá và hà hơi tiếp sức nội công ngoại hợp. Nội công ngoại hợp là gì? Nội thì có các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong nước. Thí dụ bây giờ ở trong nước có các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong nước đi các diễn đàn ở hải ngoại chẳng hạn. Đấy là những người mà chúng ta biết nhé, như Xiêm Thái này, Hùng Điêu Linh này. Còn ai nữa nhỉ? Tối hôm qua Dương Vi vừa nhắc đến, Dương Vi có chụp lại cái ảnh của tên đó. Nói chung là rất là nhiều. Dương Vi không cầm cái quyển sổ nên là không nhớ hết tên được, vì nhiều quá. Trước đó ấy, thì các nhà đấu tranh dân chủ cuội trong nước được sự hà hơi tiếp sức của đám phản động ở hải ngoại, nó kêu gọi xuống đường biểu tình các thứ, nó gửi tiền sang, thì ở trong nước nó tiếp tay như thằng Dũng Biển Mặn này, Lê Minh Thể hay Ngọc Lan, Huỳnh Trường Ca chẳng hạn. Xong nhiều hội đoàn cũng thế, tham gia xuống đường biểu tình. Trong lúc kích động người ta xuống đường biểu tình ấy, thì những người đó thì ít tham gia cầm đầu, chỉ có Huỳnh Trường Ca thì cầm đầu, Lê Minh Thể thì núp bóng, Dũng Biển Mặn giả vờ ốm trốn vào viện, còn cái con mụ nhóm trưởng nhóm hiến pháp, cái con lấy tên Quyên Thùy thì ngồi đấy livestream, ngồi cách đoàn biểu tình, bà kích động cho người dẫn đầu, bà ngồi cách đó khoảng 20-30 mét livestream thôi, bà không tham gia vào trong cái hội thì người xuống đường biểu tình đấy.
Nhưng mà tiền thì được cái đám Việt Tân ở hải ngoại, Tân Thái, Benny Trương hay là Trúc Hoàng Lê các thứ nó gửi cho rất là nhiều. Lại nói đến cái nhóm đối tượng, bốn nhóm đối tượng trên ấy, có đối tượng là nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà khoa học, nhà báo. Họ có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức xã hội rộng và có đủ uy tín trong giới chuyên môn, có ảnh hưởng nhất định tới một số bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đấy. Thậm chí có những đối tượng mà phạm vi ảnh hưởng vượt ra tận nước ngoài, họ được dư luận quốc tế quan tâm, có quan hệ sâu rộng, có khả năng, điều kiện và ý thức tìm hiểu, nắm bắt, thu thập thông tin, tin tức, tài liệu có liên quan tới các vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm và triệt để khai thác để tuyên truyền xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước, phục vụ cho hoạt động chính trị, phản động, lấy cớ dân chủ, nhân quyền, liên kết với các tổ chức phản động lưu vong ở hải ngoại, nuôi ý đồ thành lập, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập. Đấy là cái mục đích của bọn chúng. Ngưu tập ngưu, má tập má, lực lượng bên trong kết hợp, móc nối, cấu kết, ủng hộ, khích lệ, cổ vũ, giúp đỡ với cá nhân tổ chức ở bên ngoài để thực hiện diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bọn chúng muốn đưa đất nước Việt Nam trở thành một nước đa nguyên trị, đa đảng đối lập. Nhưng mà trước lúc bọn chúng thực hiện được cái việc đó thì bọn chúng phải kích động người dân tham gia xuống đường biểu tình, trở thành mùa xuân Ả Rập. Đấy, cái mưu đồ của bọn chúng là như vậy. Về phần thứ tư, cái âm mưu thủ đoạn chống phá của bọn chúng ấy, những âm mưu thủ đoạn các thế lực thù địch tập trung chống phá diễn biến hòa bình đối với cách mạng Việt Nam, có thể tổng quát phương châm của họ là lấy chống phá về chính trị tư tưởng làm khâu đột phá, lấy mua chuộc kinh tế làm mũi nhọn, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, dùng ngoại giao để hỗ trợ hậu thuẫn đối với chiến dịch chống phá Đại hội 13 của Đảng. Âm mưu phương thức thủ đoạn của họ thể hiện ở một số điểm sau đây. Thứ nhất, một là xuyên tạc bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, thể chế chính trị ở Việt Nam, hướng lái từ bỏ mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là cái đích trong chiến lược diễn biến hòa bình, tác động vào nhận thức nội bộ nhằm thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, hiện thực hóa mục tiêu chệch hướng xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu chế độ xã hội, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Hai là xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, công tác cán bộ, nhân sự Đại hội 13 của Đảng, thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng của Đảng trong nhiệm kỳ qua, diễn xuyên tạc, vẽ ra cái tình cảnh, khung cảnh hoàn toàn toàn diện tình thế hiểm nghèo, tổ quốc lâm nguy, nội bộ lục bục đục, mất đoàn kết, thực tế chỉ là ngụy tạo để đòi hỏi phải cải cách đổi mới chính trị, từ gốc là từ bỏ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Thứ ba là với luận điệu sai trái thù địch nêu trên á, họ nhằm tạo nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, tác động vào niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, kích động người dân, nhất là phần tử cơ hội bất mãn, khoét sâu, yếu kém, hạn chế, bất cập, tạo tâm lý bức xúc, chống đối, mất an ninh trật tự trong đời sống xã hội. Cái điều đó bọn chúng khoét sâu vào cái vấn đề gì? Thứ nhất là môi trường, thứ hai là đất đai. Thì bọn chúng đã tổ chức thành dân oan ba miền á, thành cái hội nhóm dân oan ba miền mà tập trung ở số 1 Ngô Thị Nhậm, suốt ngày biểu tình biểu tọt ở đó. Dân oan thì Dương Vi cảm thấy không có mấy, nhưng mà dân oan tham thì nhiều. Cái đường người ta đi như vậy, các vị đến đó, các vị ở
căng lều dựng bạt chắn hết cái hành lang lối ngang rẽ dọc người ta đi bộ, cái vỉa hè người ta như vậy. Xuống đường cởi trần, cởi chuồng, cởi áo ra, kéo nhau ra biểu tình ở trước nhà quốc hội. Như vậy thì chỉ có dân chủ cuội thôi, đứng đằng sau đấy là dân chủ cuội nó kích động, chứ không có gì khác cả. Nếu là dân oan thật sự ấy, thì đấu tranh nó phải có đường lối chính sách, tuân thủ pháp luật. Dương Vy có từng hỏi rất là nhiều người ở trên các diễn đàn khác nhau, hỏi bảo đất đai các anh có từ lúc nào, bảo từ đời cha ông, đúng đời cha ông, nhưng nhà nước công nhận chưa? Mà nhà nước công nhận, nhà nước công nhận thể hiện ở điểm nào? Thì bảo căn cứ vào cái sổ cấp đất từ thời năm trước năm 75 hoặc là sau năm 1986, trước năm 1986, còn sau năm 1986 đến năm 1992, lúc đó nhà nước yêu cầu các hộ dân làm thủ tục đo đạc cấp bìa đỏ hẳn hoi đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất vườn rừng, và người ta lại thay đổi theo từng giai đoạn. 2001-2002 người ta tiếp tục cấp lại, nhưng những nhà đấu tranh dân chủ cuội cứ căn cứ vào cái từ thời 1975, trước 1975 của cha ông để lại, cha ông để lại, đồng ý là cha ông khai hoang để lại, nhưng mà nhà nước người ta yêu cầu để hợp pháp hóa cái đất đai mình quản lý, tránh bị tranh chấp, thì các vị sợ mất thuế, các vị không làm bìa đỏ, thì bây giờ các vị lấy gì căn cứ để đòi nhà nước với chính quyền địa phương người ta đền bù?